Sơn xe tải. Thì hôm nay em là Sơn Phú Mẫn sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe tải nhẹ. Trong phân khúc xe tải, chiếc xe tải này nó có một cái điều đặc biệt là cái cabin của nó là cabin đôi, cho nên có thể chở đến 5 người khi mà đi trên trên chiếc xe này. Chiếc xe này cũng có một cái mức tải trọng nó tương đối là lớn, lên đến 990 kg. Đây là cái mặt trước của chiếc xe tải Trường Giang. Chúng ta có một cái cô cậu đang là đi chụp hình chiếc xe này. Chú ấy cũng là cái best seller của Phú Mẫn đấy các bạn. Đây là cái cabin đôi của Trường Giang. Cái chiếc xe này nó được sử dụng với lại nhiều cái mục đích. Nếu như các bác lựa chọn thì chiếc xe này có thể là kết hợp giữa di chuyển đường xa mà đông người, cùng với lại một cái khối lượng hàng hóa nó tương đối lớn là 990 kg. Thì chúng ta sẽ cùng vào đi sâu vào cái mặt ngoại thất và nội thất của nó và cái động cơ của nó, cái chiếc thùng của nó, để xem là cái chiếc xe này nó có thể đáp ứng cái nhu cầu của bác tài nào nhé. Thì đây là cái mặt trước của xe. Nếu như nhìn ở cái mặt này thì nó có khác gì một chiếc xe tải không, một chiếc xe hơi không các bác? Theo như em thấy thì cái mặt trước này nó được gia công rất là kỹ, rất là đẹp. Cái màu sơn thì cái xe tải Trường Giang này nó cũng đang có rất là nhiều màu sơn. Cái mặt trước này nếu mà chụp hình lên bỏ cái logo Trường Giang đi thay vào một cái logo chiếc xe ô tô nào đó thì cũng được đấy ha. Ở mặt trước chúng ta thấy là xe nó được trang bị cái hệ thống đèn, cũng là một cái cục đèn giống như ba cái cục đèn khác, nhưng mà nó được thiết kế có những cái góc cạnh hơn, rất là cứng cáp và mạnh mẽ, gồm đèn pha, đèn cốt, đèn xi nhan tích hợp sẵn ở đây. Ở đây là cái mặt trước ga lăng của nó cũng được mạ chrome rất là đẹp. Mạ chrome thì cũng có nhiều cái dòng sản phẩm khác nó cũng được mạ chrome. Nhưng mà ở đây thì thấy là cái mặt ga lăng này nó được kết hợp với cụm đèn nó rất là đẹp. Phía dưới là cái đèn sương mù, thì thay vì các đèn sương mù khác người ta thường là làm bằng hình tròn. Một số cái như Zac X5 nó cũng được làm hình tròn, Đông Ben cũng được làm hình tròn, Canbo thậm chí cũng được làm hình tròn, thì Trường Giang nó lại chọn cho mình một cái thiết kế khác mạnh mẽ hơn, cá tính hơn. Sơn này cũng được sơn tĩnh điện rất là bền, bền màu. Đây là cái mặt thân của cái xe tải Trường Giang này. Thì Trường Giang này với tải trọng là 990 kg. Đây là cái chỗ mà để chúng ta tháo lắp cái nắp bình xăng để đổ xăng nè. Còn đây em sẽ vô trong cái phần nội thất của chiếc xe này. Hôm nay là một cái ngày trời rất là nắng. Em quay cái clip này nó cũng mắt nó cũng không được mở to cho lắm. Thì đây em mở cái cửa này ra. Ở cái cửa này chúng ta thấy là nó cũng được trang bị cái kính chỉnh điện. Ở dưới có một cái hộc đồ để chúng ta để đồ. Cái kính này thì là kính chỉnh bằng tay, cũng tiện lợi. Đây là khoang nội thất của cái Trường Giang. Trường Giang này cái ghế được làm bằng chất liệu khá là mềm mại, được giả da, bọc giả da rất là mềm. Để thôi, bây giờ em sẽ vô trong cái khoang này để xem là ngồi trong cái ghế này nó có thoải mái hay không.
Vậy đây là cái mạch trước mà em đang nhìn thấy đây. Ở đây có một cái logo của Trường Giang đây. Vô lăng thì được làm bằng vô lăng ba chấu, thể kiểu dáng thể thao. Cái này các bác thấy gì không? Đối với một số cái dòng ô tô mà thêm về kiểu dáng thể thao, thường thường nó làm cái mặt đồng hồ này nè, nó cũng có cái cụm bo tròn như vậy, rất là đẹp. Thì ở đây nó cũng cho chúng ta thấy được những cái thông số của cái xe, công tơ mét, vòng tua của máy. Ở đây có một cái nút bật để tăng giảm cái cường độ sáng của đèn. Các nút bấm đều ở đây hết, đều rất là tiện lợi. Nói chung là nó cũng đáp ứng được cơ bản những cái mình cần. Thì đối với cái xe này nó cũng được trang bị máy lạnh, ghế ngồi thì rất thoải mái. Giá của nó thì cũng thoải mái thôi các bác nha. Đây trang bị cái cổng USB à, USB Type-C, FM radio đầy đủ cả. Chân được bọc nỉ. Đằng sau đây là cái chỗ ngồi của ba người, đằng trước là hai người. Cabin này rất là thoải mái. Và cái thùng của xe Trường Giang này nó cũng được tách rời ra, chứ nó không có liền thùng, cho nên cái độ an toàn nó cũng cao. Ở dưới này chúng ta còn có hai cái chỗ mà để được nước này. Khi mà di chuyển xa, cái bó tay di chuyển xa. Thì cái xe này á, nếu mà nói thì hiện tại giờ trời đang rất là nóng, và thậm chí những cái khung trời mưa đi thì sao, thì các bác khi mà sở hữu cái chiếc xe này á, mình đưa gia đình mình đi trên cái chiếc xe này, vừa có thể làm ăn được, vừa có thể kết hợp với du lịch đi được. Em có một cái người bạn á, người ta cũng có xe tải, và thường thường hai vợ chồng đánh chiếc xe tải này cũng kết hợp vừa đi làm và vừa đi trải nghiệm. Họ làm những chiếc xe lưu động để chở cà phê, bán cà phê, bán nước ở các bãi biển. Thì em thấy người bạn này làm cũng rất là hay, vừa có thể mang theo gia đình đi làm được, cái công việc nó sẽ đỡ áp lực hơn, mà nó lại có niềm vui trong công việc nữa. Cái thùng xe tải này á, nó được, cái thùng này nó dài 2m1, bề ngang của nó thì rộng hơn so với lại một số dòng xe tải mà 990kg. Thì đây cũng là cái mà các bác nên cân nhắc. Thì cái thùng xe này nó rộng đến 1m8 đó, so với các thùng xe mà 990kg thì cái thùng xe khác nó chỉ rộng khoảng tầm 1m1m5 đến 1m6 là cao, nhưng mà đây là rộng 1m8. Nếu mà cái chiều cao thùng của các bác cho chiếc xe này thì nó cũng khoảng tầm 1m6 các bác nha. Thì xe này nó cũng chạy đằng trước, đằng sau của nó là treo của nó là phục thủy lực và nhíp lá, thì cũng cho một cái độ bám đường và một cái độ êm khi mà chở hàng rất là tốt. Bình xăng của nó là nó đến 50 lít ạ. Thì cái bình xăng này cũng là một cái bình xăng có kích thước nó tương đối lớn hơn so với lại các bình xăng khác của các dòng xe khác cùng phân khúc. Thì cái xe tải Trường Giang này 5 chỗ, cái thùng dài đến 2m1. Thì các bác khi mà các bác có nhu cầu mà chở những cái nguyên vật liệu, phụ liệu, ví dụ như ngành xây dựng, ngành thiết kế, hay là đi hàng chợ mà cần phải có nhiều người phụ giúp mình, thì có thể sử dụng chiếc xe này. Hoặc là đi thị trường, nhất là các bác ngành sơn á, hay đi thị trường, sử dụng cái xe này mình vừa có đem theo đội ngũ nhân viên của mình được, mà lại vừa có thể chở theo hàng mà để quảng bá, giảm giới thiệu sản phẩm được. Chiếc xe này nó ra đời là một cái mục đích rất là tốt. Vậy thì em vừa mới giới thiệu xong cho các bác chiếc xe Trường Giang tải trọng 990kg cabin đôi. Thì bây giờ
Em nếu mà có cái thắc mắc gì liên quan đến dòng xe này hay là các bác muốn biết thêm về cái dòng xe này thì có thể liên hệ đến em. Em là Sơn ở công ty Phú Mẫn. Đây sẽ là một cái dòng xe máy xăng có dung tích xi lanh khoảng 1.5 mà các bác nên cân nhắc khi mà sở hữu một cái dòng xe tốt. Rồi, em kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị khách hàng có một ngày làm việc thật là vui vẻ và đạt được nhiều cái sự thành công trong cuộc sống. Em xin chào mọi người ạ.